đội tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên đăng ký nhất cho ngôi vô địch AFF Cup 2021 với vai trò là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đương kim vô địch sân chơi khu vực và sự khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào. Trên thực tế, tất cả những gì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang sở hữu chỉ là đánh giá khách quan, bởi việc thua kém Malaysia và Indonesia về chỉ số phụ khiến đội tuyển Việt Nam buộc phải giành được kết quả khả quan trước Malaysia mới mở ra cơ hội giành vé vào bán kết. Ở phần sân bên kia, với 6 điểm đã có sau 2 trận đầu tiên và lợi thế rất lớn về hiệu số bàn thắng, Malaysia nắm quyền chủ động và thoải mái trong việc tính toán kết quả đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Nói một cách khác, đoàn quân huấn luyện viên Tang Cheng Ho chỉ cần có một điểm trước Việt Nam là đủ để nắm quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng. Sau hàng loạt thất bại trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo suốt 3 năm qua, Malaysia ấp ủ tham vọng lật đổ và tràn đầy quyết tâm khẳng định mình trước cuộc tái ngộ tại AFF Cup 2021. Đoàn quân huấn luyện viên Tang Cheng Ho chắc chắn sẽ vào cuộc với tinh thần quyết thắng và đem tới nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Lý Công Hoàng Anh vừa có mặt tại Singapore và sẵn sàng ra sân, nhưng có lẽ tiền vệ này chỉ là phương án dự phòng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có rất nhiều sự lựa chọn để tung ra đội hình mạnh nhất với những chân sút đang có phong độ tốt như Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải và Tiến Linh. Huấn luyện viên Tang Cheng Ho đã sử dụng đội hình với toàn nội binh và chỉ trao cơ hội thi đấu cho chân sút nhập tịch De Paula trong 10 phút cuối trận đấu với Lào. Điều này cho thấy Malaysia rất tin tưởng vào dàn nội binh, đặc biệt là các trụ cột như Safawi Rashid, Arif Aiman, Badrun Bhatia đang có phong độ tốt. Kể từ năm 2018 tới nay, Malaysia dù là đối thủ hết sức khó chịu nhưng không giành được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng 4 trận và hòa 1 trận, ghi được 8 bàn và để thủng lưới 3 bàn trước Malaysia. Với chiến thắng trước Lào, đội tuyển Việt Nam đã cắt đứt được chuỗi 7 trận thất bại liên tiếp trước đó trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Việc tìm lại cảm hứng chiến thắng có vai trò rất quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong 5 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam ghi được 5 bàn và để thủng lưới 8 bàn. Trở lại AFF Cup, Malaysia cho thấy họ là ứng viên đáng gờm trong cuộc đua vô địch với 2 chiến thắng liên tiếp. Điều này cũng giúp đoàn quân huấn luyện viên Tang Cheng Ho cải thiện đáng kể phong độ với 3 trận thắng và 2 trận thua, ghi được 9 bàn và thủng lưới 10 bàn trong 5 trận gần đây. Nguyễn Tiến Linh, tác giả của bàn thắng vào lưới Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đang được huấn luyện viên Park Hang-seo kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy cái duyên ghi bàn và hoàn thành nhiệm vụ là chân sút số 1 trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Safawi Rashid, tiền đạo 24 tuổi, là người đầu tiên lập hat-trick tại vòng đấu bảng AFF Cup 2021. Sự nhạy bén và khả năng săn bàn của chân sút này giúp huấn luyện viên Tang Cheng Ho không còn phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch trong đội hình của Malaysia thời điểm hiện tại. Tỷ lệ kèo của trận đấu này, Việt Nam chấp Malaysia 3/4 trái. Malaysia ấp ủ tham vọng lật đổ và tìm kiếm một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trong cuộc tái ngộ tại AFF Cup 2021. Nhưng lúc này, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo đang được các nhà cái đánh giá cao hơn nhờ sự vượt trội về kết quả đối đầu và bản lĩnh thi đấu. Với kèo chấp này, lựa chọn đội tuyển Việt Nam an toàn hơn cho người chơi. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2/1/4 trái. Malaysia đã thể hiện khá ấn tượng trong 2 trận đấu với các đội bóng yếu hơn, nhưng khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, có thể họ sẽ nhập cuộc với sự thận trọng. Điều này khiến khả năng trận đấu không có nhiều bàn thắng được ghi, và với tỷ lệ này, lựa chọn xỉu hợp lý hơn. Thể thao và văn hóa dự đoán, Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Malaysia với tỷ số 2-0.